Diễn ra vào tối qua tại nhà hát Duyệt Thị Đường, chương trình Hòa Vọng Khúc Ca là hoạt động trong khuôn khổ Festival Huế mùa đông 2024 và chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam. Hòa Vọng Khúc Ca là chương trình giao lưu biểu diễn nghệ thuật của nhà hát nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế và Hiệp hội Âm nhạc truyền thống Gyeongri Hàn Quốc. Với những bước múa uyển chuyển và đầy cảm xúc, múa Saranga mở đầu chương trình mang đến cho khán giả cảm nhận sâu sắc về tình yêu đôi lứa trong văn hóa truyền thống Hàn Quốc. Ngoài ra, Hội Âm nhạc truyền thống Gyeongri Hàn Quốc còn mang đến chương trình các tiết mục múa, hát, dân ca truyền thống là các di sản văn hóa phi vật thể của xứ sở Kim Chi. Nhà hát nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế tham gia các tiết mục đại nhạc, tiểu nhạc, múa cung đình và ca Huế thỉnh phong trang nhã, mang đậm tính triết lý và thẩm mỹ phương Đông. Việc khám phá và lắng nghe từng đặc điểm của âm nhạc truyền thống, dân ca từ mỗi vùng miền mang đến sự thú vị đặc biệt cho khán giả.